nhận được rằng là có lẽ là mình cũng sẽ truyền được một cảm hứng gì đó từ cái cách sống của chị thôi. Nhưng mà tới hôm nay thì em thấy là em có nhận được khá là nhiều thứ từ cái khóa này ạ. Thực ra khóa này nó bắt đầu học từ khi mà em kết thúc cái khóa này thì em bắt bắt đầu mới học 3 tháng rưỡi đó. Thì tiếng Anh lúc đó nó bắt đầu mới là hành trình thực sự học cho mình, chứ còn lại cái 3 tuần cốt này là chỉ là mới gọi chào nhau thôi. Chào nhau làm quen biết mặt vậy thôi chứ chưa học đâu. Học là bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, thì lúc đó các bạn mà từ đối diện với mình, từ chỉnh sửa với mình mà thấy mà trầm đầy trầm đất ở trong á, thì lúc đó mà vượt qua được, và rất nhiều người vượt qua được và làm ngon, rất là ngon lành. Những cái bạn đa phần những bạn học online là những bạn giống như Thu, giống như cả các bạn ở đây á, toàn là mẹ bỉm sữa một hai con xong rồi là quần quật là về cái là quăng xe máy vô đó là bay vô lao vô học. Nhưng mà đến bây giờ là đi bay bảy Mỹ đó. Mà nhìn cái sức của các bạn đó thấy rất là cảm động. Cái điều mà Hằng cảm thấy mà làm được đó là giống như thế, thì tiếng cái với tiếng Anh này á là chỉ là nói thôi, nhưng mà qua cái cách nói và cách viết, cái đó mới là cái phần về tư duy. Nó đi về tư duy rất là nhiều, chứ không phải là viết cái gì và nói cái gì không, mà phải là nghĩ như thế nào, cách nghĩ như thế nào để nói với người khác, thì lúc đó nó mới thể hiện ra là viết, rồi thể hiện ra là nói. Thì cái đó qua lưu lo Hằng sẽ chỉ rất là sâu, bởi vì là mình có một tập cái văn hóa của Việt Nam mình á, đó là hay nói vòng, cứ nói lan man tan man đại hại, cuối cùng chốt lại nhiều khi có chỉ hết á, hoặc là một ý rất là sơ sai mà phân tích cũng sơ sai nữa. Và cái điểm khác biệt giữa cái văn hóa phương Đông và phương Tây mình á, mà nó thể hiện rõ ràng nhất là trong ngôn ngữ, đó là cái sự chi tiết hết. Cái cách người nước ngoài viết họ rất là chi tiết và chặt chẽ, cái trước mà nếu đã đề cập ra là cái sau phải phân tích vào cái đó, chứ không phải là nói ra cái thả lỏng thả lửng trửa cho anh bay phấp phới rửa ai hiểu rằng hiểu. Nên vấn đề đều là vấn đề tư duy, chứ không phải là vấn đề là language. Nên là rèn cái tư duy mà mình lại, sắc dùa bẹn lại, là xong rồi là cái nói cái viết mình nó khác liền à.